Chào các bạn, trên tay mình đang là một chiếc cam ngoài trời Vistacam C34S. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo cái mắt này ra để mà lắp thẻ nhớ nhé. Tại vì cái phần lưu trữ của chiếc C34 ấy, nó nằm ở phía bên trong cơ. Và khi mà các bạn cần tháo thẻ nhớ ra thì cần phải tháo một số những cái ốc. Và hết sức chú ý, đây là một cái chiếc cam có thể chịu được cái bụi, mưa, nắng. Vì vậy nếu như mà vặn mà không tốt ấy, thì các bạn có thể sẽ làm cho cái chiếc cam nó bị hở ra và bụi có thể vào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nhé. Để tháo được cái chiếc cam này thì các bạn cần một cái tro vít nhé. Thì nhớ là cái cổ này nó nhỏ nhỏ thôi. Tại vì ở đây chúng ta sẽ cần vặn bốn cái vít ở bốn cái vị trí này, thì riêng cái hai cái vị trí đây thì nó sẽ có cái lỗ chọc vào khá là nhỏ. Vì vậy nếu như mà các bạn mà dùng các cái vít to thì có thể khó chọc vào cái lỗ ở đây. Bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Đầu tiên là tháo hai cái vít bên này trước này. Khi tháo thì các bạn nhớ tì vào cái mắt camera nhé. Nếu như mà vít nó chặt khóa ấy, thì nó có thể là quay camera, mình phải giữ chặt vào. Cái phần camera này nó sẽ quay 360 độ được, nên mình tác động lực có thể nó sẽ tự nó quay. Rồi, và tháo ra thì các bạn phải nhớ lấy ốc ra nha, cẩn thận nó rơi vào trong phía bên trong. Hai con ốc ở hai cái lỗ sâu ấy thì các bạn sẽ thấy nó có độ dài hơn so với hai con ốc ở phía bên trên này. Hết sức chú ý để khi mà tháo lắp ấy, chúng ta không bị tháo lắp nhầm. Rồi, các bạn lưu ý nhé, cái mắt camera khá nặng và dây ở đây thì đang bấu vào những cái bảng mạch ở đây. Khi tháo ra thì các bạn tay nhỏ thôi, bạn nào tay to thì cẩn thận một chút xíu. Nếu như mà nhỡ tay mạnh một cái có thể đứt dây. Rồi, các bạn sẽ quan sát ở đây. Đây là cái phần gài thẻ nhớ nhé. Đây, chính xác cái chỗ này là cái phần để cài thẻ nhớ này. Thì các bạn chỉ cần cắm thẻ nhớ vào đây thôi. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Đây, chiếc thẻ nhớ đây và mình sẽ gài vào đây. Thì các bạn nhớ lại úp thẻ này, úp thẻ theo chiều như thế này nhé. Sau đó thì ấn vào. Và ở đây thì nó có một cái nẫy bật nhé, mình phải ấn vào. Đó, thì khi ấn vào được rồi thì nó tách một cái. Còn khi mở ra thì các bạn chỉ cần ấn thêm một lực nữa vào và nó nảy ra đó. Nhớ là nó có tách một cái nhé. Chứ nếu như mà chưa tách một cái thì chưa vào đâu. Mình ấn lại này. Để ở đây nhá, lấy tay ấn lực vào. Đó, kiểu tách một cái. Muốn tháo ra, đẩy vào, nảy ra và rút ra. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái camera lại. Các bạn hết sức lưu ý là camera của chúng ta có khả năng chống bụi, chống nước. Vì vậy khi mà lắp vào ấy thì các cái vít này để vặn rất là chính xác và chặt nhá, chúng không được vặn lỏng lỏng qua loa đâu. Cái này nó không giống như là cam trong nhà, cam ngoài trời nếu như các bạn mà để bụi nước vào ấy thì nó sẽ hấp hơi nước mắt cam và sẽ rất là nhanh hỏng, cũng như là hình ảnh xem cam thì rất là kém. Mình nhắc lại lần nữa nhé các bạn nhé, đây là một chiếc camera ngoài trời có khả năng chống bụi và chống hắt nước nhẹ. Vì vậy các bạn khi mà lắp cam vào ấy thì cái vít này các bạn phải vặn cực kỳ chắc, siết nó chắc lại, không được vặn lỏng. Nếu như các bạn vặn lỏng ấy có thể xảy ra cái tình trạng bụi vào và nước vào mắt camera thì các bạn sẽ có một cái chất lượng hình ảnh rất là xấu hoặc là chất lượng cam nó sẽ giảm đi. Đó. Thế nên là khi lắp vào phải chắc chắn vặn thật chặt. Rồi, như vậy thì mình đã hướng dẫn xong các bạn cách tháo lắp cái chiếc cam C34S để lắp thẻ nhớ. Và nếu như các bạn thấy video hữu ích thì nhớ like, share và nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.